Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin là phóng sự phản ánh huyện Văn Giang, Văn Lâm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 123 năm 2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có nhiều điểm mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước đây, Nghị định 100 hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Theo quy định mới, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tới 600.000 đồng. Cụ thể, tại điểm B khoản 4 điều 2 Nghị định 123, người điều khiển xe có các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quai đúng quy cách. Vào dịp cuối năm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lề đường để buôn bán tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động lại tái diễn. Điều này tạo ra hình ảnh lộn xộn, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của địa phương. Cứ vào buổi chiều tối, trên một số tuyến đường, gần một số các công ty của thị trấn Lương Bằng xuất hiện khá đông các tiểu thương từ nơi khác tới để kinh doanh, buôn bán quần áo, hoa quả và đồ gia dụng. Việc chiếm dụng trên không chỉ gây ảnh hưởng đến di chuyển của người đi bộ, mà thậm chí người mua hàng cũng dựng xe ngay trên đường, rất dễ xảy ra tai nạn, trong khi tuyến đường này có rất đông phương tiện qua lại. Trước tình trạng trên, cần tuyên truyền và nhắc nhở để nâng cao ý thức của người dân, đồng thời ra quân giải tỏa dứt điểm những trường hợp chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán gây mất an toàn giao thông. Theo nhận định của Ban An toàn Giao thông tỉnh, dịp Tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Lâm, Văn Giang đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào các tuyến đường địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, tăng cường kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe khi tham gia giao thông. Em đi ra ngoài đường không đội mũ bảo hiểm và không cầm theo giấy tờ anh ạ, vì là nhà em gần đây em chạy ra ngoài này em lấy ít đồ nên em chủ quan là không đội mũ bảo hiểm và không mang theo giấy tờ tùy thân. Thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng tuần tra kiểm soát công an huyện Văn Giang đã xử lý 33 phương tiện vi phạm, xử phạt trên 58 triệu đồng, tạm giữ 17 mô tô, xử phạt 7 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Cùng với đó, địa phương tập trung ngăn chặn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, phương tiện không đảm bảo các quy định. Nhất là thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân sẽ gia tăng, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ càng phức tạp. Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày lễ hội đầu xuân năm 2022 thì đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Giang bố trí cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường của tỉnh và huyện, tổ chức lễ gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an xã, thị trấn tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên xã, liên thôn trên toàn địa bàn huyện, tập trung vào các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đường thủy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành của mỗi người dân khi tham gia giao thông, tai nạn giao thông trong dịp những ngày cuối năm sẽ được kiềm chế. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.